Quan hệ hữu tình, một cuộc sống gia đình không hạnh phúc, người đó không yêu mình, họ đã thay đổi rồi, mình đã tìm cách níu kéo người ta ở lại nhưng người ta vẫn cứ như thế, và người ta đem đến cho mình những cái lời nói rất là không tôn trọng. Mà tại sao em cứ lẩn quẩn trong cái vòng như thế? Bởi vì sao người phụ nữ chúng ta, nhất là người phụ nữ Việt Nam đó, họ ngay bây giờ thì đỡ nhé, ngày xưa họ rất là sợ khi mà được nói là người phụ nữ là từng ly thân, họ cảm nhận là họ sẽ sợ, họ sẽ không bao giờ có thể lập gia đình một lần nữa, mà không có ai có thể yêu họ được nữa. Nhưng mà thời nay khác rồi, nếu mình không tự tôn trọng mình không tự coi trọng mình thì chả ai coi trọng mình cả. Và khi mà mình tôn trọng mình coi trọng mình, mình coi trọng bản thân mình thì tự nhiên mình sẽ có giá trị của riêng mình. Thì cái người mà đã từng có những cái sự đau khổ như thế này trong cái câu chuyện này đã mạnh mẽ mà bước ra khỏi cái sự đau khổ đó, và chính vì cái điều đó ngày hôm nay người đó đã tìm được một hạnh phúc mới, không những hạnh phúc mà rất hạnh phúc, rất thành công, vô cùng thành công và vô cùng hạnh phúc với người mới. Cho nên mình hãy mạnh mẽ mà bước ra khỏi cái rào cản nào, cái bức tường nào, mà nó sẽ không bao giờ mình biết được là đem đến cho mình kết quả tốt nhất. Thank you.